Chào mừng các em đến với kênh Lời Giải Hay. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em soạn bài, viết bài tập làm văn số 6, nghị luận văn học trong sách giáo khoa ngữ văn lớp 9, tập 2, trang 69. Đến với đề bài số 1. Suy nghĩ của em về tình mẫu tử trong đoạn trích Trong lòng mẹ, những ngày thơ ấu của Nguyên Hồng. Đối với đề bài này thì cô gợi ý các em có thể viết bài theo dàn ý như sau. Thứ nhất, trong phần mở bài, các em giới thiệu về tác giả tác phẩm. Những ngày thơ ấu là cuốn hồi ký tự truyện ghi lại những tâm sự về một tuổi thơ cay đắng và bất hạnh của Nguyên Hồng. Đoạn trích Trong lòng mẹ đã mang đến cho người đọc những trang viết cảm động về tình mẫu tử thiêng liêng. Phần thân bài sẽ bao gồm các ý như sau. Ý thứ nhất là hoàn cảnh đáng thương của bé Hồng. Thứ hai là tình mẫu tử của mẹ con bé Hồng, thể hiện tình yêu thương của bé Hồng dành cho mẹ khi mẹ đi xa và khi mẹ trở về. Ý thứ hai trong phần này là tình yêu thương của mẹ dành cho bé Hồng. Tiếp đến, ý thứ ba trong phần thân bài là suy nghĩ về tình mẫu tử. Cuối cùng, phần kết bài. Phần này, các em rút ra kết luận. Đoạn trích cho ta biết cảm thông và chia sẻ với những người sống thiếu tình thương của mẹ. Và ta thêm trân trọng mẹ của mình, trân trọng tình yêu thương của mẹ. Đến với đề bài số 2. Chuyện ngắn làng của Kim Lân gợi cho em những suy nghĩ gì về những chuyển biến mới trong tình cảm của người nông dân Việt Nam thời kháng chiến chống thực dân Pháp? Tương tự, đối với đề bài này, cô cũng gợi ý các em viết bài theo dàn ý như sau. Thứ nhất, trong phần mở bài, các em giới thiệu về tác giả, tác phẩm. Kim Lân là nhà văn thành công về đề tài người nông dân Việt Nam trước cách mạng. Chuyện ngắn làng đã thể hiện sâu sắc tình yêu làng, yêu nước, yêu cách mạng của những người nông dân Việt Nam, thể hiện được những chuyển biến mới trong tình cảm của họ. Tiếp đến, phần thân bài, các em viết theo những ý như sau. Ý thứ nhất, giải thích chuyển biến mới trong tình cảm của người nông dân là gì? Thứ hai, nêu lên những biểu hiện của những chuyển biến mới trong tình cảm của người nông dân. Ở nhân vật ông hai, đó là tình yêu làng quê gắn với tình yêu đất nước, và ở những nhân vật phụ khác. Thứ ba là suy nghĩ về những chuyển biến mới trong tình cảm của người nông dân. Cuối cùng, trong phần kết bài, các em kết luận những chuyển biến mới mẻ trong tâm hồn người nông dân trong kháng chiến chống Pháp, và họ đã góp phần không nhỏ vào chiến thắng chung của toàn dân tộc, đúng không nào? Như vậy, cô vừa hướng dẫn các em soạn bài, viết bài tập làm văn số 6, nghị luận văn học trong sách giáo khoa ngữ văn lớp 9, tập 2, trang 69. Hy vọng những gợi ý vừa rồi có thể giúp các em hoàn thành bài viết của mình thật tốt. Các em cũng có thể lên trang lời giải hay.com để lắng nghe thêm bài giảng của những bài khác. Chúc các em học tốt. Tạm biệt các em và hẹn gặp lại.